mời thầy chúng mình nghe ba tiếng chuông và chúng ta gom tâm tư lại trở về thời kỳ thứ 11 một thời kỳ nhà lý mới thành lập vài chục năm gặp lại các vị thiền sư hôm nay chúng mình chúng ta sẽ học qua tới các vị thiền sư thuộc thế hệ thứ bảy của phái vô ngôn thông xin để chúng giúp tâm thở vào biết mình đang thở vào thở ra biết mình đang thở ra Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2021 và chúng ta đang ở Phật học đường Kim Cương. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp lớp thiền học khai quốc và mình sẽ bước ra, mình sẽ học tiếp thế là thứ bảy thuộc thiền phái vô ngôn thông Và có nhiên là chúng ta biết rằng là thiền phái vô ngôn thông đã được thành lập vào uh, cuối thế kỷ thứ 9 và nó đã tồn tại uh, tới thời điểm bây giờ thế hệ thứ bảy tức là nó đã tồn tại uh, gần hai thế kỷ và hôm nay chúng ta sẽ bước uh, vào nghiên cứu khảo sát uh, những pháp môn tu những cái uh, Yếu chỉ Của Ngài Thiền Sư tên là Cứu Chỉ Vào đầu thế kỷ thứ 11 Đầu thế kỷ thứ 11 Và đầu thế kỷ thứ 11 Có nghĩa rằng là Trong cái thế hệ thứ bảy này Thì có Có các vị như, như Lý Thái Tông Lý Thái Tông là một vị uh, Tức là Lý Công ổn Tức là vị đầu tiên Lý Thái Tông cũng À uh, là một người rất là thích đam mê thiền tập và cũng được à, và cũng được à, sau này lý thái tông à, rất là gắn bó làm nền tảng cho, cho cái thiền phái gọi là thiền phái à, thảo đường được thành lập. Như chúng ta sẽ nghiên cứu cái truyền thường thiền phái thảo đường sau. Còn ở đây thì chúng ta À, đi tiếp vì thiền sư à, thứ hai của thế hệ thứ bảy hôm trước là chúng ta đã đi qua xong cái phần của thiền sư viên chiếu có như là cũng còn rất là nhiều những cái bài kệ và đối thoại và những cái hình ảnh mà ngài viên chiếu đưa ra à, chúng ta không chưa học hết nhưng mà rồi thầy xin để cho quý vị có cái không gian và thời gian tự đọc đọc lấy chúng ta đã đi qua ba buổi giảng cho uh, riêng thiền sư viên chiếu ở Việt Nam thì chúng ta có thiền viện viên chiếu trong thiền phái của anh, của hòa thượng thích thanh từ rất là nổi tiếng thiền sư cứu chỉ là một vị thiền sư uh, có cái dòng dõi uh, nhà do nhà nho và chúng ta biết rằng thời kỳ uh, thời bấy giờ xã hội thì bây giờ đó thì xã hội việt nam đặt trên cái nền tảng quản lý xã hội trên cái cơ bản của phong kiến nho giáo do vậy cho nên về cái phần quản lý xã hội đó, thì người ta đã dùng cái mô thức uh, uh, khổng giáo khổng, uh, khổng lão để họ quản lý bên cạnh đó là chúng ta biết rằng là à, lão trang tức là nho giáo à, lão giáo cũng là một phần rất là quan trọng về liên quan tới vấn đề à, ở vũ trụ thiên nhiên con người à, ảnh hưởng rất là sâu và cái tư tưởng đạo đức cái tư tưởng sống à, à, của những người trường sinh thích rất là là ưa chuộng trong cái xã hội trung hoa thì cũng ảnh hưởng ở châu châu rất là đậm nét và cố nhiên không có thể nào mà bỏ quên cái yếu tố đó là phật giáo và chính thiền sư cứu chỉ là một nhà nho thở nhỏ ông cũng đã là nhà nho xuất thân từ một người người có học vì vậy cho nên vì vậy cho nên ông ông cái lúc còn trẻ ông có một cái, cái 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 khao khát là muốn tìm một con đường để nâng cao cái phẩm chất đạo đức xã hội cũng như đóng góp vào dân chúng của đại việt phát triển thì ông mới nói rằng là khổng giáo thì uh, thì còn có rất là điều nhiều nhiều điều luật lệ chấp chặt không có tự do. Có nghĩa rằng là à, có những cái luật lệ giống như là à, trung quân, người thì ta thờ một vua thôi hoặc là quân sự thần tử, thần bất tử, bất trung. cái đó là cái chế độ vân vân, nhiều cái yếu tố ràng buộc đối với con người à, thời trung cổ. Do vậy cho nên ông thấy rằng là trong cái lý thuyết giống như cái thuyết thiên mệnh chẳng hạn. Con vua thì được làm vua À, vâng, vâng. nhưng mà đối với người việt thì chúng ta là không có cái tư tưởng đó cũng có tư tưởng đó nhưng mà nó không có sâu đậm lắm và một số người không có chấp nhận do vậy cho nên con sải ở chùa quét lá đa nhưng mà lý công uẩn là con sải đó con của con nuôi trong uh, chính sử nói rằng là Đó là con nuôi của thiền sư vạn hạnh nhưng mà cái mối quan hệ đằng sau là ta không có biết có thể còn ruột của không chừng đó là một số nhà sử gia nhận định à, thành thử cho nên là um, con sải đáng lẽ ở chùa Quát lá đa nhưng mà con sải đứng lên lãnh đạo nhà nước đó là một cái chuyện vô cùng là, là là khác biệt do vậy cho nên đối với người giao châu chúng ta mà nói tiếp nhận lão giáo khổng giáo thì có nhưng mà um, sâu sắc suy cho cùng thì họ không có họ cũng có cái cái, cái nền của đại việt của họ đó là cái niềm cái việc tự do không có muốn ai ràng buộc mình và nếu cần mà hòa bình thì họ vẫn xưng đế như thường trên nguyên tắc thì không có được xưng đế tại vì thường, hoàng đế là chỉ có một một thôi tức là trung quốc tức là trung quốc tức là trung tâm của các quốc gia đó là trung quốc cho nên họ người trung quốc tới thời biển, thời bây giờ cũng vậy họ vẫn coi họ là cái rốn của vũ trụ họ là trung tâm của các quốc gia trên hành tinh này À, những xung quanh là Những cái thứ xung quanh là họ đều dùng cái từ gọi là Manji Tức là mình là mọi rợ Manji Tức là những người mà barbarian Những người mà thiếu học Không biết gì hết Đối với người Trung Quốc họ nhìn vào những cái dân tộc khác như thế nên nó, Chúng ta không có nói tất cả Nhưng mà đó là cái quan niệm chung Của người Trung Hoa Do vậy cho nên là đối với người dâu à, châu, châu của mình thì Khi nào mà có cơ hội độc lập Thì họ vẫn xương đế như thường Họ muốn ngang hàng nhưng mà do vì mình nhỏ quá nhiều khi phải e dè khiếp sợ trước một cái đất nước vô cùng to lớn đó là cái, cái thái độ à, gìn giữ hòa bình thôi chứ khi mà nổi điên lên rồi thì dân tộc ta cũng không có hiền chi cũng sát phạt ghê không không có ngán ai hết rồi lão trang cũng vậy lão trang thì chấp không tức là mọi việc nó đều vô vi à, bỏ hết bất tử vân vân cho nên ông mới nói là lão giáo thì chấp có tức là chấp vào những cái cái thể thức của xã hội còn lão trang à, khổng giáo thì chấp có còn lão trang thì chấp không vô vi mà dung nghĩa vô vi không có gì cả à, nhau không à, Rồi sách vở của trần Giang thì không có giải quyết được điều gì hết thì ông nói rằng là chỉ có Phật giáo thôi thì các Phật giáo thì ông mới ông mới thấy được nó cái nét dung hòa do vậy cho nên ông mới đầu tư cuộc đời của ông cho nên là cái cái lối đi của xã hội của thời đại ông đối với ông đối với ánh mắt của của ông và ông do đó là con đường chọn lựa chính xác nhất đó là cái nền tảng Phật giáo do vậy từ nhỏ thì ông đã từng ông đã từng nghiên cứu và học hỏi rất là nhiều và ông lớn lên ấy, Uh, một mình tu học thôi lớn lên thì ông đã ông đã tới và học với ngài uh, Đinh Hương, uh, trưởng lão Định Hương, trưởng lão Định Hương, ông đã xin thọ giới với ngài Định Hương. thì trong cái uh, trong cái lịch sử uh, Thiền quyển Tập Anh ghi lại đó, thì ông mới uh, uh, sau khi mà ông 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 gặp trưởng lão Định Hương đó, thì thì uh, trưởng lão Định Hương mới hỏi là thế nào là là nghĩa của cứu cánh thì ông mới đáp là chưa à, chưa à, chưa thì ông ấy um, thỉnh sư mới hỏi này ta với ngươi là à, ông mới hỏi ta với ngươi đó, nghĩa cứu cánh à, vậy thì ta với ngươi đó, là nghĩa cứu cứu cánh rồi thì ông bắt ông mới ông mới suy nghĩ à, quý vị hiểu cái câu hỏi câu, câu hỏi giống như khi mình tới hỏi cái thế, thế nào là tuyệt đối thế nào là niết bàn, thế nào là, là 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 tuyệt đối, cứu cánh. Thì thiền sư thiền sư ông nói là, thiền sư cũng chỉ ra lời chưa đâu. Ta thì ông thiền sư à, vì à, trưởng lão Định Hương mới nói rằng là ta với có mặt ở đây đã là cứu cánh rồi. Thì ông ấy suy nghĩ, ông đứng ông suy nghĩ, thì vừa suy nghĩ 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 nghĩ, nghĩ, nghĩ. đứng ngớ ngớ ngẩn thì thiền sư có trả lời là ô nó qua rồi cứu cánh nó qua rồi thì nghe được cái câu đó Tự như ông ông thấy thấu được đạo giác ngộ từ đấy ông đổi tên ông trở thành là ông trở thành là là cứu chỉ tức là cái 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 cái, cái tông chỉ cứu cánh đạt được ngay ngay phút đó rồi sau đó thì ông mới đi vào cái ngọn núi Tiên Du ở miền Bắc ông đi tu theo cái hành đầu đà suốt luôn ông à, không có xuống núi nữa và không biết chúng ta đã biết là hành đầu đà là cái hành tu một nếp sống đơn giản mặc áo quần thì ra nghĩa trang làm những cái những cái rách giải rách đem về nhuộm rồi may may bằng những cái miếng vải rồi ăn thì đi khất thực ăn một ngày ngủ thì ngủ dưới gốc ngủ ngồi ngủ thì ngồi ngủ sử dụng một cái bát thôi một cái chén thôi một cái bát để Khắc thực thôi à, mặc ba cái bộ đồ thôi rồi vân vân đó là tên, uh, trong kinh ghi lại tới 12 hoặc là 13 cái hạnh đầu đà Và hôm trước là như chúng ta đã nói rồi trong cái lớp nào đó thành ra cho nên quý vị có thể lên là uh, trên mạng coi cái đầu đà là cái gì thì ở cái câu chuyện đó thì mình mình chúng ta học cái gì cứu cánh là cứu cánh làm sao làm sao thì có nghĩa rằng là thưa đại chúng ở đây gợi ý cho đại chúng biết rằng là sự có mặt ý ngài muốn nói rằng là ta với người có mặt ở đây thì đã là cứu cánh rồi tức là đối với vị thiền sư rất là trọn vẹn khi mà họ tiếp xúc, xúc với một vị học trò lên hỏi đạo ngài rất là trọn vẹn có mặt trọn vẹn nhìn thẳng vào đôi mắt thì lúc đó là cứu cánh cứu cánh có nghĩa là sao an trú một cách trọn vẹn trong giây phút hiện tại có mặt trọn vẹn mà không có phải suy nghĩ gì hết do vậy cho nên khi mà vị thiền khi mà ngài cứu chỉ hỏi còn suy nghĩ hỏi ngơ 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 thì thiền sư nói ồ vậy thì nó qua rồi nghĩa làm sao có nghĩa là có nghĩa rằng là, là khi mà ta có một ý niệm nào đó nó xen vào trong đầu của mình thế là ta không còn an trú tĩnh tại trong cái con đường trong cái cái ý chỉ của đạo nữa mà ta bắt đầu lang thang trong cái ý nghĩ quẩn quanh trong đầu của mình từ cái ý nghiệp này và cái ý nghiệp kia là như vậy. Thành thử cho nên cái bài học này thực ra mà nói tất cả thiền sư đều sử dụng giống nhau. Cho nên có khi chúng ta ngồi với người bạn hay là ngồi với bạn đạo hữu của mình hay con của mình hay là người thân của mình nhiều khi chúng ta không để trọn vẹn có khi chúng ta vừa làm cái gì đó ta vừa nói chuyện hoặc ta vừa ngồi đó không làm gì nhưng mà đầu ta thì nghĩ, suy nghĩ chỗ khác thì lúc đó là cái thời điểm đó là cái thời điểm ta đánh mất nhau thế thì ông mới nói là ồ qua mất rồi không còn nữa cứu cánh không còn nữa do vậy cho nên chúng ta khi mà đọc vào kinh chúng ta giống như kinh bát nhã cứu cánh cứu cánh niết bàn có nghĩa là niết bàn tuyệt đối Niết bàn tuyệt đối là cái cái cõi mà không có ý niệm nữa, vắng bắt mọi ý niệm, vắng bắt mọi suy nghĩ, lo toan, ưu phiền, khổ não. Tại vì có ý nghĩ là nó có cái sự khổ não, phiền muộn nó xảy ra. Dục bất động, bất sanh ta bà có nghĩa là khi ý niệm ham muốn trong đầu của mình nó xuất hiện thì ta bà này nó mới hình thành. Còn mà nếu nó các Phật an trú tĩnh lặng trong trạng thái niết bàn không có cái ý niệm gì cả thì cái xã hội đời thường này không bao giờ thành tập thành lập được. do vậy cho nên các vị à, thánh đệ tử Đức Thế Tôn cũng nói rằng là dục bất động bất sanh ta bà. tức là ý tưởng mình không có khởi ra thì mọi thứ nó không có. do vậy cho nên qua cái mẫu chuyện này ta thấy ngài à, đắc đạo đắc đạo cái gì? đọc vào mấy câu như vậy ngài hỏi rằng là thế nào là cứu cánh tuyệt đối? thế nào là ý nghĩa tuyệt đối thì học trò nó thưa thầy con chưa đâu rồi? con còn nhỏ lắm chưa thì ông thầy ông nói chứ ta với người ở đây đã là cứu cánh rồi cái nó hớ ừ, có hả cái nó ồ qua rồi thế nó qua rồi nó hóa thầy trò nó chuyện đơn sơ như vậy thì khi mà vừa qua rồi thì thì tôi nhiên nhớ là ông học trò à cái chuyện có mặt tròn vẹn đó là cứu cánh đó là cái pháp tu nghe câu đó xong là ngày lên núi tu được rồi vì vậy cho nên chúng ta thấy một điều là cái gì ngộ đạo rồi để làm cái gì để tu nghe chứ ngộ đạo làm cái gì nữa nhiều khi ta nghĩ rằng ngộ đạo rồi là ta có thể làm trời làm đất nhưng không phải đối với các vị ngộ là thấy đạo là con đường thấy bắt gặp con đường cho nên ngộ đạo mới có thấy đạo thôi. Cho nên khi ngộ đạo rồi thì Ngài lên núi tu, tu khổ hạnh. Từ một vị nho giáo, nho gia, con nhà quyền quý, có đồ ăn đầy đủ, gia nhân, hầu hạ, đàng hoàng. Thế mà bỏ lên chùa tu như vậy. Sáu năm trời, trên núi, không bao giờ xuống núi một lần. Vắng bắt trong núi rừng, ở một mình tịnh cư, thiền định. Và có nhiên là có như là cái tiếng tâm của ông được đồng đến vua Lý Thái Tông và vua Lý Thái Tông lên mời ba lần bốn lượt nhưng mà ông không có về ngài nói thôi tôi tôi rồi tôi không có về kinh đô làm chi thế thì ông không có về dứt khoát không về thế tới lần cuối cùng một vị thái sư một vị thái sư tể tướng lên mời về mà không biết là lần này tại sao là ông chịu nghe tể tướng chắc lên túm cổ áo hay sao đó <laughs> ông mà dám cãi lời ông tu mà hả? thượng hoàng đế lên mời mấy lần mà ông không chịu ghê. một là ông đi với tôi hai là tôi tôi xây chùa lên đây tôi đập nát cái núi của ông để cho ông biết do vậy cho nên có lẽ là vì sợ đem đem người lên làm hư núi rừng hết cho nên thôi ngài chấp nhận đi về kinh đô và ngày về kinh đô ba năm sau ngày mất ba năm sau ngày mất ngày làm đạo ở kinh thành cũng rất là đông và có một hôm và dĩ nhiên là trước khi ngày đi đó thì ngài nói chứ ngài quay lại ngài nhìn lên núi rừng đó, ta không bao giờ trở về đây là một lần nữa tức nghĩa là cái linh cảm của một người sắp ra đi một quân tử nhất cứ bất phục phản một đi không trở lại không có quyến liên gì cả thì trong sự để lại là chim muôn trong rừng rất là buồn thì ông sống chung với thú rừng quen rồi tự nhiên có một người rời khỏi núi rừng thì chim muôn rất là buồn à, đó là cái hình ảnh nói tới cái con người tu đắc đạo khi mà con người tu đắc đạo thì cái năng lượng nhẹ nhàng nó tỏa ra muôn loài cảm thấy dễ chịu giống như đức thế tôn có lần bỏ quý thầy vô trong rừng ở ba tháng chim muôn nó tới làm bạn chuyện đó là chuyện bình thường không cần phải thiền sư đắc đạo chi các vị thiền sư ở nhà quê cũng vậy chim cò hạt đồ khỉ rồi nó tới nó chơi là chuyện bình thường thành thử cho nên cái năng lượng mình không có làm hại nó đó thì nó rất là hiền hòa thì khi ngài về kinh đô 3 tháng ba năm sau thì ngài mất thì trước khi ngài mất thì ngài mới à, à, gọi đồ chúng lại tập hợp đại chúng lại và và chúng ta cũng không biết là số lượng là bao nhiêu thì ba năm mà xin ba năm mà thu nhận đệ tử nếu mà à, nổi tiếng thì chắc cũng cái số cũng đồng chắc không biết mấy, trăm mấy trăm mấy ngàn thì mình không biết không có nói tới thì ngày tập hợp đầu chúng lại bắt đầu ngày dạy ngày dạy một bài kệ bài kệ như thế này tất cả các pháp môn vốn từ tính ngươi tất cả pháp môn tất cả pháp tính vốn từ tâm ngươi tâm pháp như một, vốn chẳng hai pháp. Phiền não trói buộc tất cả đều không. Phải quấy tội phước tất cả đều huyễn Không đâu chẳng quả, chẳng nhân. Ở trong nghiệp không phân biệt, ở trong báo không phân biệt. Nếu có phân biệt đối với nghiệp thì không tự tại. Tuy thấy tất cả các pháp mà không thấy không có chỗ thấy. Tuy là biết tất cả các pháp mà không có chỗ biết. Biết tất cả pháp nhân duyên làm gốc thấy tất cả pháp chính tâm làm tông tuy nhiễm thực tế hiểu rõ thế gian đều như biển như biến hóa thấu rõ chúng sanh chỉ là một pháp không có hai pháp không bỏ nghiệp cảnh phương tiện thiện xảo đối với hữu vi bày pháp hữu vi mà không phân biệt tướng của hữu vô vi vì muốn dứt trừ vọng niệm so đo của ta ấy vậy nói xong ngài nói bài kệ thị tịch tức là ngài làm bài thơ bài thị tịch giác liễu giác liễu thân tâm bản ngưng tịch thần thông biến hóa hiện chư tướng hữu vi vô vi tùy thử xúc, hà xa thế giới bất khả lượng tuy nhiên biến mãn hư không giới nhất nhất quán lai một hình trạng thiên cổ vọng cổ thiên cổ vạn cổ nan thử luôn, giới giới xứ xứ thường lãng lãng rồi nói xong bài thơ này Thế là ngày quy tịch Và, được Được quý thầy đi, để làm để quả thiêu Sau đó chắc cũng có nhiều sáng lợi Cho nên làm tháp đặt vào Rồi chúng ta Rồi thờ Hết một đời người Một đời người nói để giờ mình nói chưa tới mấy phút này Mà hết một đời người Nhanh như một chút Quý vị thấy hấp dẫn không? sắp chết rồi mà làm thơ phải không quý vị có làm được bài thơ nào lúc còn sống không nhưng mà làm thơ à, rằng hay thì thật là hay nghe ra ngậm đáng nốt cây thế nào <laughs> giống như truyền kiều ấy. Rồi chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết cái bài thơ này để thấu hiểu được cái cốt lõi của thiền sư. Hy vọng là chúng ta sẽ học được cái gì đó nơi của người xưa của mình. Để rồi quý vị phải làm quen với tất cả những cái vị à, thiền sư của Việt Nam. Để, lỡ cái nói chuyện thì cũng có thể đem các vị thiền sư Việt Nam ra làm giới thiệu làm và làm, làm ví dụ. Chứ toàn là nói bồ đề đạt ma, nói huệ khả, nói nói. nói lục tổ Việt Năng không à mà chúng ta không biết mấy thầy tổ Việt Nam mình thì nó kỳ cục lắm ta dùng cái bảng ha mình sẽ phân tích một vài điều Thế rồi chúng ta thầy nói có nhỏ quá không? Âm thanh có đủ nghe không? Ok hả? Quyết hả? Ok. Nhưng bữa nay thầy già rồi thì có thể nó nhỏ lại. Rồi. cái bài thơ này, cái bài kệ này, ha. thứ nhất là tất cả những cái pháp môn, thì chúng ta hiểu rằng chữ pháp môn á, pháp môn ha, pháp môn á là gì? pháp môn, hả? hát rồi. Pháp môn á là những cái phương pháp tu tập thôi. Ví dụ như uh, chúng ta có những cái pháp môn pháp thoại, hay là thiền tập, hay là niệm Phật, hay là trì chú. Thì tất cả những cái đó pháp môn là gì? Nghe cái từ này quý vị phải hiểu nó chỉ là một cái phương tiện đi vào đạo thôi. Cho nên khi hiểu nói chúng ta là pháp môn thiền tập, tôi là pháp môn thiền tôi tu pháp môn tịnh tu tập tới mặt thì tất cả những cái này là đều là những cái phương tiện để đi vào đạo cho nó không có ý nghĩa gì hết cho nên khi ngài nói rằng là cái pháp môn trong cuộc đời này được hình thành thì do ngươi mà ra do ngươi tức là do 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 cái nhu cầu của mình vì chúng sanh vì mọi người mà pháp môn hình thành Ví dụ như bây giờ chúng ta bận rộn thì chúng ta có thể đi pháp môn có một pháp môn gọi là đi thiền hoặc là nếu ta căng thẳng thì có pháp môn khác ta gọi là thiền buông thư thì tất cả những đó đều được, được là pháp môn cả thì cái pháp môn đó nó không phải là cứu cánh nó là chỉ là cái cái, cái cái những cái phương tiện để mà giúp mình thôi ví dụ cho nên hồi, hôm qua tối hôm qua đại chúng tập hợp lại đạo tràng ngồi thiền với nhau thì có những vị họ họ mới họ rất là sợ họ nghe tới thiền là họ rất là ngán thì thầy nói với các vị đó thực ra thiền là một cái chỉ là cái phương pháp để dẫn chúng ta có để trói chúng ta lại có mặt bây giờ và ở đây không có để ta đi lang thang bồng bềnh cho nên thiền là một cái phương pháp à, một cái phương tiện để dẫn ta đi vào đạo thôi chứ nó không có ý nghĩa gì hết do vậy cho nên thí à, dụ như chúng ta có cái danh từ là pháp môn lần mai nếu quý vị nghe như vậy thì cứ nghĩ rằng Ôi, chứ cái gì đặc biệt thực ra đó chỉ là một cái phương tiện để đi vào đạo thôi Cho nó không có gì là đáng gọi là, là là bám víu vào mà nếu mà chúng ta học pháp môn làng mai hay pháp môn tịnh độ pháp môn trúc lâm hay bất cứ pháp môn nào mà chúng ta kẹt vào thì có nghĩa là ta thua rồi ta đi lộn đường này thành ra cho nên ta học rất là cởi mở và các vị thiền sư ngày xưa dạy chúng ta là như thế tất cả pháp môn chẳng qua là tùy do ngươi mà ra do con người thực tập mà ra vốn từ tính ngươi do cái tính của mình thích như vậy mà nó nó xuất hiện rồi tất cả pháp tính pháp tính tức là bản chất của pháp á pháp tính pháp tính bản chất của pháp là vốn từ tâm người thì cái này là do do cái nhu cầu ha đây là nhu cầu nhu cầu nhu cầu sống ha mà nó hình thành cái này là gì nhu cầu thực tập ha thực tập còn cái này là do cái nó nó pháp tính của mình nữa, từ cái tâm mình ra từ tâm thức ừ, từ tâm thức Sẽ mấy cái viết viết nào nó cũng hết mặt thành ra đây pháp tính pháp tính tức là bản chất của pháp là do tâm mà ra và một cái câu thứ kế tiếp là gì tâm và pháp như một Ừ. pháp tức là hiện tượng ha? những cái hiện tượng có là là pháp ha gọi là đo mà pháp à, pháp ha hiện tượng và cái tâm á là một như một và như một có nghĩa là sao tức nghĩa là tâm của mình á là cái biết có khi được diễn bày như là một cái biết ha, cái biết tức là cái chủ thể biết chủ thể cái chủ thể và cái đối tượng ha, cái đối tượng tức là mọi pháp trần. Đối tượng ví dụ như mắt. Đối tượng của mắt là hình sắc. Thì giữa cái chủ thể và đối tượng tượng này á nó không phải là hai cái riêng biệt chủ thể nó làm ra đối tượng và đối tượng nó làm ra chủ thể nó không có một sự riêng biệt do vậy cho nên những cái phiền não và ở đây ngài nói rằng là mọi cái phiền não nhất thiết giai không mọi cái phiền não não rạc buồn tất cả đều không Đấy cái chữ không ở đây chữ không ở đây có nghĩa là sunyata ta đó tiếng anh nó gọi là emptiness emptiness chữ không mà chữ không này thì chúng ta đã học rất là nhiều lần đó là cái bản chất của mọi thứ thì ngài muốn nói cái điều chi giữa chủ thể và đối tượng giữa phiền não và phải quấy tội phước phiền não thị phi đúng sai phải quấy là đúng sai thị phi thị là đúng phi là sai thị phi tất cả mọi thứ đó, nó đều không không là làm sao có nghĩa là nó nương vào nhau mà nó hình thành cái này đúng cái kia sai là tại sao vậy tại vì mình thấy được cái này là đúng mình quy định là đây là đúng cho nên cái này là nó sai cho nên ngài Mới trong cái bài thơ này ngài mới nói là phiền não trói buộc tất cả đều không rồi ngài tiếp tục ngài nói phải quấy hay thầy đưa ra những cái phạm trù Tức nhất là phải quấy tức là thị phi đó phải phải quấy tức là đúng sai ha viết đúng sai những cái cặp đúng sai đúng nè với sai tội nè phước tội phước phải quấy đúng sai nhân quả vân à, vân vâng. và chủ thể đối tượng vân vân đây là những cái cặp tương đối thì cái này nó gọi là nhị nguyên nhị nguyên có khi gọi là nhị pháp tức là hai pháp quý vị có theo kiểu không có thấy rõ không đứng che cái đèn lại <laughs> thấy được không thấy rõ hơn ha có nghĩa là những cái cặp phạm trù do đây là những cái, cái phạm trù ý niệm có khi thị phi đúng sai tội phước nhân quả đây những cái cái cặp này nó gọi là hai pháp nhị pháp cho nên tôi vừa đọc vào kinh văn hay là ở văn bản Phật giáo mà thấy cái chuyện nhị pháp hoặc là nhị nguyên tiếng Anh nó gọi là duality duality nó gọi là nhị nguyên những cái cặp sinh tử có không còn mắc vân vân thì những cái thứ này nè tất cả đều không và không là cái gì chữ không này không phải là đối diện với chữ đối đối nghịch với chữ có đâu chữ không có là trống rỗng mọi cái nguyên nhân gọi là nguyên nhân đầu tư nguyên nhân đầu tiên nó không có một cái gì gọi là cái cái nơi cái, cái, cái để bám víu vào để mình chỉ định đó là cái nguyên, nguyên nhân tạo ra vấn đề ví dụ như tội phước nhân quả vân vân thì ở cái bình diện tương đối thì chúng ta có đúng có sai có tội có phước có nhân có quả có trước có sau có trên có dưới có anh có em có thầy có tổ vân vân có thầy có trò nhưng nhưng mà ở cái bình diện bình diện tuyệt đối thì ngài đưa ra rằng là mọi pháp nên đưa là duyên biểu với nhau tức là nó nương vào nhau để thành 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 cái nhân nó làm ra cái quả và cái quả nó đựng trong cái nhân trong nhân nó có quả trong quả nó có nhân ví dụ như một cái trái một cái trái bầu mà thầy trồng ngoài kia thì trong cái trái bầu nó có nhân và có quả có nghĩa là trong cái quả nó có cái hột 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 cái nhân luôn đó cái hạt và trong cái hạt nó có nó chứa sẵn cái quả nó đợi đủ điều kiện thôi thì nó hình thành Do vậy cho nên ngài, nói, ngài mới nói tiếp. Ngài mới nói tiếp. Rồi ngài, ngài đưa ra một vài cái tiêu chuẩn nữa chứ. Kiến. Vô sở kiến. Tức là cái thấy. Cái bị thấy. Cái biết. Tri. Và vô sở tri. Ngài đưa ra một vài cái câu nữa đã. Rồi. À, rồi Ngài mới nói tới cái này. Duyên sinh. Có nghĩa là nhân quả nó có sẵn. Chỉ cần đợi đầy đủ nhân duyên thôi. Thì nó hiện ra. Tội phước cũng vậy. Nó có hết. Có đầy đủ. Chỉ cần là một cái nào nó đủ điều kiện thì nó hình thành điều này là muốn nói là làm chi mọi thứ nó đều có sẵn chỉ cần đủ điều kiện là nó hình thành thế thôi thì ngài mới nói là ngài mới nói tiếp nếu mà không phân nếu mà phân biệt đó nếu mà còn phân biệt đúng sai tội phước nhân quả cái nhân cái này là nhân cái cái là quả cái này là cái này là là, 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 là thị cái này là phi cái này là là, là 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 chủ thể và cái này là đối tượng nhận biết vân vân Thấy như vậy thì ta không thể nào tự tại được. Nếu còn phân biệt à thì ta không thì không tự tại. Thì không tự tại. Rồi làm sao? Ta không tự tại. Tức là ta không có thông dong. Ta còn bắt phe, ta còn nắm bên này, ta còn nắm bên kia. Thì ngài nói như thế. Do vậy cho nên ngài mới tiếp tục ngài nói rằng là cái câu đó là đọc trong nguyên văn là hữu phân biệt bất đắc tự tại. Nếu mà chúng ta còn phân biệt như thế này á tâm, hiện tượng, tức là những cái pháp, những cái phenomena à phenomena, phenomena, tức là những cái hiện tượng. Những cái hiện tượng. Pháp có nghĩa là hiện tượng, pháp không phải là Phật pháp đâu. Pháp tức là dharma là những cái hiện tượng đối với cái tâm tâm là một cái chủ thể nhận biết một cái chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức để cho ra một cái thức, cái nhận thức để cái nhận thức đó dựa trên căn bản đúng sai tội phước vân vân biết cái kịp không à, do vậy cho nên là nếu ta còn là như vậy thì đó, nó sai tại vì sao hai cái này là một mà nếu đã là một rồi thì ta ta phân biệt ra thì ta không thể nào tự tại được nó là như vậy ta còn phân biệt là ta còn kẹt thế thôi còn có ý niệm là còn kẹt, ngày muốn nói như thế. Quý vị thấy một cái bài kệ đơn giản thế này mà nói hết tất cả những cái tư tưởng trong Phật giáo, Việt Nam Phật giáo, tư tưởng Phật giáo cơ bản mà chúng ta đã học mấy ngày trước phải không? Có khác đâu. Vì vậy cho nên quý vị thấy là đây là những bậc thượng thừa trong cái rừng của Phật giáo mình phải có những con người thấu đạt như thế. Chứ nói ra lời nào quý vị thấy rất là vững chắc đọc cái bài thơ có thể có khi đọc vào chúng ta không thấy cái gì ghê gớm luôn đó nhưng mà chúng ta đi vào phân tích thì cái logic rất là vững chắc mà chúng ta phải phân tích như thế thì chúng ta mới nắm được cái ý ngài muốn nói cái gì chứ còn không là đọc hoài ông thầy này ông nói cái gì tao mệt quá đi ngủ sướng hơn vâng vâng do vậy cho nên chúng ta thấy được tất cả các hiện tượng thấy cả các, các các pháp thì ông ngài mới nói cái gì tuy là thấy tất cả các pháp tức là cái thấy tức là cái kiến đó thấy thấy tức là view ha kiến tức là có cái năng lực thấy và cái bị thấy tức là sở đó sở tri cái này là 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 sở kiến tức là, là này là chủ thể tức là cái kiến một cái nữa là đối tượng là bị thấy giống như cái bông hoa là cái bị thấy thì cái này gọi là sở sở kiến, Đó, nó chia ra thành hai cặp như vậy là cái thấy, rồi một cái nữa là cái thấy, còn cái nữa là biết, cái biết và cái bị biết, vâng vâng, cái này là tri và cái sở sở tri, tất là những cái cặp phạm như thế này, tất cả là như vậy. Ngài nói là thấy nhưng không thấy, thấy nhưng mà không có cái chỗ nào để để, để định nghĩa là tôi là cái người thấy, tôi là cái gì thì không có. Tìm ra tại sao tại vì mọi pháp nó đều nằm trên nền tảng duyên biểu duyên khởi không do vậy cho nên cái thấy nó được làm bằng cái cái bị thấy và cái bị thấy nó lại nuôi dưỡng cái thấy thấy được là thấy cái gì là thấy cái bị thấy do vậy cái bị thấy nó làm cái điều kiện cho cái thấy phát phát sinh nếu mà con mắt của mình không thấy gì hết có nghĩa là không có cái đối tượng nào để thấy thì đó là cái tình trạng gọi là niết bàn cái biết mình con vậy cái bị biết nó giúp cho cái biết mình phát huy là ngược lại cái biết nó nương vào cái bị biết để mà nhận thức ví dụ trước mặt thầy là một cái tờ giấy cái tờ giấy nó giúp cho con mắt mình thấy phải không nhờ nó mình mới thấy do vậy cho nên là cơn giận của mình nó cũng y như vậy nhờ có cái đối tượng bên ngoài và lẫn bên trong nó phối hợp thì nó mới nó tạo ra một hiện tượng là giận hờn do vậy nếu mà chúng ta đổ thừa cho đối tượng bên ngoài không thì có nghĩa là chúng ta kẹt vào một phe gọi là nhị nguyên ngài nói như thế do vậy cho nên cái năng lực cái năng lực mà thấy biết đây nè phân biệt đây nè ngài nói là không có tìm ra không có biết cái chỗ nào hết ưng ừ, vô sở trụ đó là không có tìm chỗ được không có tìm chỗ không có biết cái chỗ nào hết không thể nào định vị được cái chỗ đó mà chỉ có một cái vùng năng lượng biết và thấy thôi đó là cái năng năng lượng chánh niệm mà thầy hay nói nó một cái vùng năng lực nhận thức nhận biết cái gì đã đang xảy ra cái 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 đối tượng của mình và cái chủ thể nhận biết nó có mặt một lúc như thế nó là tự tại tức là ngay bây giờ ngài nói như thế tuy tất cả các pháp đều biết mà không có chỗ biết tức là ưng vô sở trụ để thầy coi trong tiếng chữ nho nó viết cái gì Trên cái bảng chữ nho kiến vô sở kiến à, à, nhất thiết kiến vô sở kiến à, yeah. kiến vô sở kiến tri vô sở tri Hữu phân biệt. Bất đắc tự tại. Kiến nhất thiết pháp. Uh, ư ư vô sở kiến. Tri nhất thiết pháp. ưng vô sở tri. Đó là cái tiếng Hán. Tiếng chữ Nho. Thì cái bản chữ Nho này là cái bản đánh lại thôi không phải là gốc thì chúng ta biết rằng đó là cái cái tâm của ta nó đóng một cái vai trò là nó có một cái vùng năng lực nó được hỗ trợ rất là nhiều những cái những cái pháp khác nhau để nó làm ra cái nhận thức cái biết cái thấy thì ngài nói như thế thì thì ngài nói cái chi nữa cái theo kịp cái logic của ông không đó. Thì ngài nói chứ điều quan trọng nhất là nhân duyên làm gốc ừ. nhân duyên làm gốc tức là nhân duyên vi bổn nhân duyên vi bổn ha. nhân duyên nhân duyên vi bổn tức là gốc rễ thầy bôi cái phần này đi ha chúng ta có cái không gian hơn nhân duyên vi bổn tức là nhân duyên làm gốc làm gốc tiếng hán nó gọi là nhân duyên nhân duyên vi bổn nhân viên vi bổn có nghĩa là gốc rễ gốc rễ có một vấn đề đó, là nhân duyên mà nhân duyên là bằng chữ không đó nghe cái duyên là không cho nên khi mà đại chúng đọc kinh bát nhã là không có mắt không có mũi không có mũi lưỡi thân ý không vô sắc thanh hương vị xuất pháp có nghĩa là mọi cái 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 thành phần của chúng ta nó được đặt trên nền tảng nhân duyên do vậy cho nên nó không có cái gọi là con mắt là do nhiều điều kiện cấu tạo thành con mắt hàng trăm cái tế bào à, 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 tế bào mắt nó cấu tạo thành và có như là mắt nó có phát huy được hay không là nhờ nó có thể thấy được ở ngoài kia do vậy cái cái cảnh ngoài kia nó giúp mắt của ta thấy và mắt ta nó nhờ vào cái cảnh kia để nó phát huy cái năng lực thấy mà để đi tìm cái nguồn gốc của nó thì lại không có gì hết tại vì nhìn ở cái level ở cái 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 cái, cái, cái mức độ của coi như hạ nguyên tử thì chúng ta thấy mọi cái hạt điện tử trong con mắt của mình nó đều trong rỗng nó không có một chỗ bám. Nhìn vào ở cái mức độ quantum physics, tức là ở cái tầng uh, uh, hạ nguyên tử, cái tầng cái tầng uh, điện uh, uh, nguyên tử. Quantum physics là cái gì? Quantum physics Quantum physics là cái tầng hạt, tầng Quart, cái tầng đó đó tiếng Việt là cái gì tự nhiên thầy quên rồi lượng tử, lượng tử tức là cái vùng tính bằng những cái hạt bằng điện bằng năng lượng thôi, những cái vật chất bằng năng lượng thôi, thì ở đó người ta vẫn không thấy cái gì hết, gọi là empty, không có gì hết, không có thấy gì hết. Thành ra đó là cái thấy mà Đức Thế Tôn đã từng thấy, Và bây giờ khoa học lượng tử vật lý lượng khoa học lượng vật lý lượng tử người ta mới chứng minh điều này. Thì ở đây các vị nói là như thế tiếp tục lặp lại cái lời đức thế tôn nói rằng là mọi pháp nhân duyên làm gốc thấy tất cả pháp chính à, chính tâm làm gốc chính tâm là cái gì thì thầy đọc trong cái nguyên bản đó. ở đây thì ngà ông thầy lê mạnh thát dịch là chính tâm chính tông làm chính tâm làm gốc chính cái tâm của mình nó là gốc thì ở đằng này là kiến nhất thiết pháp chánh chân vi bổn chánh chánh chân vi tông chánh chân từ ông dịch là chân chánh chân vi tông thì thầy dịch ra cái nào đoạn này là uh, cái chánh kiến cái thấy chân chánh gọi là uh, chánh chân vi tông tức là cái cái nền tảng nền tảng của mọi cái thấy đặt lên cái nền tảng gọi là chánh kiến cái thấy rõ ràng cái thấy chân chánh mà cái chân uh, chánh kiến tức là trí tuệ đó chánh kiến ha chánh kiến tức là tuệ giác đó đây là chánh kiến phải có một cái năng lực chánh kiến thì mình mới thấy được mọi thứ mọi thứ nó đều là duyên sinh nó đều là có cái năng lực nó có cái sự đang xen lẫn nhau còn nếu chúng ta không có chánh kiến đó chúng ta chỉ thấy thôi á dựa trên vấn đề phân biệt nhị nguyên đó thì ta không có thấy được cái bản chất của mọi pháp do vậy cho nên ngài nói sao mình phân biệt hiện tượng chủ thể đối tượng đúng sai còn mất có những cái cặp những cặp đối lập như thế này là, là dựa trên cái nền tảng là gì là cái kiến bình thường thôi và nếu mà nhìn được cái kiến bình thường ấy, thì chúng ta vẫn còn thấy nhị nguyên còn thấy sự phân biệt còn nếu chúng ta đặt mọi pháp là đặt trên cái nền tảng nhân duyên và và chúng ta dùng cái 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 cái, cái uh, cái 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 cách thấy cái thái độ thấy là gì dựa trên cái nền tảng chánh kiến thì chúng ta thấy được bản chất của các pháp đó là duyên sinh ý muốn nói là như thế mà khi mà thấy được duyên sinh thì chúng ta không có sự phân biệt chủ thể đối tượng ta thấy hay là cái kia thấy mà thấy mọi thứ nó nương vào nhau để nó hình thành cái đây là cái thấy cao cấp nhất của đạo phật và vị nào thấy được cái yếu, yếu tố này có nghĩa là thấy được đức thế tôn là quý vị cùng cùng nhìn như Đức Thế Tôn nhìn việc này ta làm được mà phải không do vì ta lười ta không làm thôi ví dụ như chúng ta ra nhìn cái cây ngoài vườn 5 phút thì chúng ta cũng có thể thấy được cái tính duyên sinh của của cái cây mà nhìn cho sâu vào sâu vào rồi ta nhìn vào những cái đau nhất của ta nhìn vào những cái khó khăn trong nội tâm những cái trăn trở những cái ham những cái 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 tham lam giận hờn si mê của mình thì điều mình thấy được là do cái tính chất duyên sinh duyên biểu duyên khởi thì đó là cái thấy của đức thế tôn mà do vì đức thế tôn có cái vùng năng lực chánh niệm vững chắc đó là chánh kiến lúc nào ngài cũng thấy cái năng lượng này thành thử cho nên cái cái thấy của ngài nó được nuôi dưỡng cho nên ai nói gì giận hờn thì ngài không có nổi đóa lên liền Ngài tâm đủ hiểu đủ kiên nhẫn đủ thông minh để đón nhận. Tại vì nếu mà chúng ta phản ứng theo cái kiểu mà phân biệt tôi anh có không còn mất người kia và mình tự tha tự và tha rồi, 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 rồi mình hoàn toàn cách lập ra cách biệt ra thì có nghĩa rằng là 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 chúng ta chưa đạt tới cái thấy này do vậy cho nên chúng ta giận hờn là chuyện bình thường Vâng, vâng. do vậy Ngài nói là à, trong cái bản dịch này gọi là chính tâm làm gốc à, chính tâm làm tôn tôn chỉ đó. rồi Ngài nói tiếp tuy nhiễm thực tế thực tế này là, tức là trần tục đó. Tuy nhiễm thực tế nhưng mà hiểu rõ thế gian đều như biến hóa thấu rõ à, chúng sanh chỉ là một pháp không có hai pháp không bỏ nghiệp cảnh không bỏ nghiệp cảnh. Đó là cái một cái đó là cái tông chỉ căn dặn chúng ta. Điều đó cái cái đoạn này muốn nói cái gì? Tuy nhiên thực tế hiểu rõ thế gian đều như biến hóa, thấu rõ chúng sanh chỉ là một pháp, không có hai pháp, không có hai pháp. Không bỏ nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh tức là nói về vấn đề à, cuộc đời ha. Nó phải bôi cái phần này nghe. tức là thứ nhất là nghiệp cảnh tức là những cái cảnh tức là cuộc đời đó nghiệp cảnh tức là chúng ta không có lìa bỏ cuộc đời này không có xa lìa cuộc đời này không có bỏ cuộc đời này giống như là chúng ta làm vườn mà chúng ta bỏ hoa, chúng ta bỏ nó, hết tất cả những cái phân bón đi đó. là không có là là chúng ta không phải là người làm vườn giỏi thầy mới trồng một hai luống rau hôm trước chắc độ ba bốn tuần nữa chắc có rau ăn mà cái miếng đất là không phải miếng đất của mình miếng đất của uh, thành phố có nhiều quá rồi thầy ra thầy quốc phải làm do vậy cho nên là mình 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 làm làm cái cỏ hoang đất hoang nhưng mà chúng ta cải tạo chúng ta không có bỏ đi thì nó sẽ nó sẽ có nó sẽ có rau cho nên cái việc không phải là chúng ta lại loại trừ mà là chúng ta chuyển hóa ý muốn nói như thế do vậy cho nên ngài nói là tuy nhiễm thực tế tức là ta tuy là chúng ta đang đi vào cái cõi thực tế này nhiễm tức là đi vào nhúng vào nhưng mà ta thấu rõ thế gian ta ta hiểu được cuộc đời cho nên vấn đề nghiệp cảnh chúng ta không có bỏ chúng ta không có bỏ do vậy cho nên đây là cái tông chỉ đây là cái tông chỉ tông chỉ nhập thế cư trần lạc đạo tức là sống giữa cuộc đời này ta an lạc với, 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 pháp tu ta tu là ta phải sống ngay cuộc đời này chứ không phải ta chờ đợi đi chỗ khác cư trần lạc đạo thì cho quý vị thấy là đây là cái nền tảng cho các vị thiền sư sau này nhất là thiền sư trần nhân tông chắc đợi sang năm mới học tới trần nhân tông quá học kiểu này <laughs> dày lắm đây chúng một quyển sách nó dày thế này, ta học đuối luôn không hết đâu, nhiều lắm, nhiều thứ quý giá lắm. Tại vì một bài kệ nó, nó nó cô động rất là cô động. Do vậy cho nên là sử dụng, à, à, ta ta không có dùng cái phương pháp loại trừ ha Cho nên chúng ta đi vào cuộc đời rồi là ê, duy thị nhất pháp, ừ. chỉ có một pháp thôi. Đó là cái, cái cái một cái pháp thôi. Đó là cái pháp Phật nhất thừa đi vào. Rồi ngài nói cái chi tiết không có rời bỏ cuộc đời ha. Ngài nói là không bỏ nghiệp cảnh, phương tiện thiện xảo. Ta đi vào đời bằng cái phương tiện ha, gọi là phương tiện, dùng cái phương tiện upaya. Phương tiện. Mọi thứ chẳng qua chỉ là cái phương tiện thôi. Chánh tà cũng là phương tiện thôi. Nha chánh tà cũng là phương tiện thôi chứ chánh tà không phải là cái phương nó không phải là những cái cái phạm trù tuyệt đối chánh kiến thì ở đây chúng ta nói ở cái bình diện uh, tương đối ở cái bình viện tục đế cái này là chánh cái này là tà nhưng mà đi vào phương diện tuyệt đối rồi thì chánh tà nó đều là cái 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 thấy thôi cái kiến thôi cho nên không có thể nào là tính được do vậy cho nên mọi thứ là phương tiện cho nên khi mà phương tiện do vì phương tiện cho nên đó, khi thì nói hữu vi khi thì nói vô vi ha, phương tiện cho nên là đối với pháp hữu vi thì ta nói uh, phương tiện thứ nhất là gì là hữu vi hữu vi thứ hai là vô vi vô vi là vô vệ vô vệ tức là vô vệ tức là là, là, là không có làm gì hết vô vi ha cái này là danh từ của lão giáo đây nhưng mà chúng ta uh, sử dụng uh, uh, để chúng ta sử dụng uh, chúng ta sử dụng để mà dịch ra cái chữ niết bàn đó vô vi à, vô vi ừ, vô vi hữu vi là chúng ta biết rồi pháp hữu vi pháp vô vi pháp hữu vi là gì là mọi thứ nó còn sinh còn diệt nó còn có sự phân biệt, à, ha, mọi thứ nó còn sinh diệt, còn đến còn đi, còn có biểu hiện, à, còn có biểu hiện ra, còn có thấy được, còn có thể mường tượng được, còn có thể thấy được, còn có thể có thể à, 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 có ý niệm về nó được, hữu vi, có sanh có tử, có trên có dưới, có còn có mất gọi là pháp hữu vi còn những pháp vô vi tức là những cái những cái pháp mà 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 à, 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 vô sanh bất diệt tức là không có ý niệm không còn ý niệm nữa đây là cái trạng thái niết bàn tĩnh lặng không có ý niệm gì cả mình tiếp xúc một cách thực tại biết biết là biết thấy là thấy không cần phải đặt tên không cần cái ý niệm gì cả gọi là vô vi thì ở đây ngài nói rằng là sở dĩ mà chúng ta phải trong cái vấn đề tu tập á là chúng ta phải có những cái phương tiện thì khi thì khi thì chúng ta phải bày pháp hữu vi khi thì chúng ta nói pháp vô vi có nghĩa là khi thì nói cái này gọi là tục đế ha tục đế thế tục đế còn đây là chân đế nhị uh, nhị đế là chúng ta đã học rồi ha khi thì chúng ta nói pháp tương đối khi chúng ta nói pháp tuyệt đối một cái thì ultimate uh, ultimate dimension một cái thì là, là 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 conventional truth, một cái là ultimate truth gọi là chân đế một cái là tục đế. thì khi thì chúng ta nói uh, ở cái pháp này tại có những con người cần có những cái pháp này họ đi vào ví dụ như một chú tiểu đi đi vào chùa thì chúng ta nói là này con con phải học thuộc cái bài cần tạo già làm địa thời thời phước quê tăng, Hiểu không? có nghĩa là nói nó thôi con còn nhỏ mới vô phải bòn phước tức là chúng ta đang nói là thế tục đế con mới vô con tu mà con phải cúng dường của làm phước thế tục đế thì thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng từ cái thế tục đế này rồi chúng ta đi vào cái cái chân đế cái cái cái, cái, cái chân đế này cái tuyệt đối này nhưng không phải nó là một nhưng mà nó nó mình chỉ là nhìn khóc nhìn khác góc độ thôi giống như cây viết này nó là cây viết này nó là một nhưng có khi ta nhìn dày á, thì ta thấy cây viết này nó đang chóc đầu xuống nhưng mà ta nhìn dày thì ta thấy, để dày thì chúng ta thấy cái viết này chóc đầu lên nhưng mà nó là nó pháp là pháp hiện tượng là hiện tượng chứ nó không có không có thế nào là tục đế không có chân đế gì hết nó là nó theo kịp không hơi khó chút hả chưa khó hả thành thử cho nên thành thử cho nên chúng ta kẹt vào cái cái này cái này chẳng qua là do chúng ta nhận thức thôi thì ngài muốn nói là gì cái phương tiện đức thế tôn dạy thôi cho nên có khi nói về phật thừa có khi nói a la hán có khi nói bồ tát thừa có nói thanh văn thừa tất cả có khi nói tịnh độ khi nói có khi nói giác tính có khi thì nói phật tính có khi nói là tri kiến phật có khi thì nói chánh niệm có khi thì nói à, 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 hữu vi vô vi chúng ta dùng nhiều cái tên danh từ khác nhau chẳng qua là những cái phương tiện để đưa người ta đi vào đạo thôi ngài muốn nói như vậy ngài muốn nhấn mạnh là cái gì ta không có xa lìa cuộc đời này tu tập là không xa lìa cuộc đời cái điều này nó rất là quan trọng làm cái nền tảng cho cái cái điều này là cái điều đặc biệt của Phật giáo Việt Nam cái phong trào mà mà Phật giáo nhập thế đó engage Buddhism mà những năm những năm 60 mà mà sư ông làng Mai uh, 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 khởi xướng và cái phong trào nó lan tỏa ra các nước uh, Đông Nam Á và sau này hiện tại bây giờ cái engage Buddhism nó trở thành một cái movement một cái phong trào ảnh hưởng rất là sâu đậm đối với các nước Tây phương đi kèm với những cái phương pháp thực tập chánh niệm và cái cái 14 giới tiếp hiện xuất hiện trong cái trong cái thời gian này xuất phát từ cái tinh thần nhập thế này nè cư trần lạc đạo này, này cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng cụ làng mai ông làm thần làm thánh chi đâu cụ rất là thông minh là cụ đi tìm về những cái uh, những cái cái, cái cái cái, cái gia sản của tổ tiên của chúng ta nhưng mà có khi chúng ta không có biết chúng ta cứ nghĩ 14 giới tiếp hiện và là trường thanh niên phụng sự xã hội ngày xưa ở ở Sài Gòn những năm 60 trước khi mà ông cụ đi ra ra làm việc với Martin Luther King à, để kêu gọi chấm dứt chiến tranh hòa bình Việt Nam chấm dứt chiến tranh là thiết lập hòa bình tại Việt Nam thì cái phong trào đạo Phật nhập thế này nó 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 được nó được thế giới vô cùng là sửng sốt và cái chuyện này nó đã xuất phát từ cái thời lý thời trần nên quý vị quý vị thấy rằng là, là tổ tiên chúng ta đi rất là vững chắc các bậc cao tăng á thì họ đi rất là vững họ đi một họ đi có vẻ nó chúng ta thì nhìn vào thấy là cái ông này khác với ông này nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ vào pháp môn của họ đó, thì nó nó đồng một cái thể quý vị còn nhớ Tây Phương Thử Độ, Thử Độ Tây Phương Tức là cách đây khoảng hai thế kỷ về trước Thời điểm này Quý vị còn nhớ ai nói cái con mà Tây Phương Thử Độ, Thử Độ Tây Phương không? Tây Thiên Thử Độ, Thử Độ Tây Thiên Tức là Thiền Sư Vô Ngông Thông Dạy Thiền Sư Cảm Thành Đó là thế hệ đầu tiên của Thiền Phái này Tức là hai thế kỷ trước Tính từ thời điểm này từ Đầu thế kỷ thứ 9 và chúng ta đang ở đầu thế kỷ thứ 11 Và Thiền Sư Đa Bảo nói với thiền, với thiền sư định hương là cái gì chân tâm của ta tìm ở đâu ra ngay bây giờ và ở đây tức là ngay trong cuộc đời này ta phải tìm ra chân tâm cho nên muốn đi vào chân tâm ta hãy đi vào đạo ta đi vào đời ta đi vào ta thể nhập vào thế gian ta phải thấu hiểu thế gian cho nên những cái câu đằng này thể hiện rất là rõ cái tư tưởng đạo Phật nhập thế đưa đạo Phật vào cuộc đời Thế là Phật không phải chỉ dành riêng cho một giới đề, trí thức, cho nên thí dụ chúng ta có đi ra đời, ta cứu đời, cứu người, tạo ra rất là nhiều những cái pháp môn ứng hợp với thời đại, thì đó là cái phương pháp đi vào đời. Tuy là đi vào đời, đi vào đời nhưng nó không có, nó không có nhiễm. Tuy nhiễm thực tế, có nghĩa tuy chúng ta đi vào cuộc thực tế nhưng mà nó, chúng ta phải thấy mọi pháp nó không có mọi pháp nó không có cái một cái hai, chẳng qua là cái cái phương tiện để 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 ta diễn bày thôi, nó rất là rõ ràng. Cho nên đối với uh, ngài nói đối với uh, hữu vi thì ta dùng hữu vi, nếu mà ta đối với vô vi thì ta dùng vô vi, ta không kẹt vào các tướng hữu vi hay vô vi, ngài nói rõ rõ như vậy. Vì sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta còn kẹt vào thì thì những cái ý niệm những những cái gọi là vọng niệm ha. Những cái vọng niệm. Vọng niệm ha. Vọng niệm tức là những cái ý niệm, những cái những cái uh, những cái wrong perception. Những cái ảo tưởng. Những cái những cái tri giác sai lầm gọi là vọng niệm thì những cái thầy đã làm cho nó làm cho cái uh, cái cái tâm chúng ta nó rối bời nó chấp chặt và ta không có thưởng thức cuộc đời một cách thấu thấu triệt thế gian cho nên những câu cuối ngài nói như thế tóm lại cái bài kệ này là cái gì khi bắt đầu ngài vô ngài nói là cái gì tất cả những cái pháp môn này nè tu này nè chẳng qua là nó xuất hiện trên trần đời này là do vì cái nhu cầu thực tế trong cuộc đời thôi này các con đừng có kẹt vào tông phái đúng vào thời điểm này chúng ta tại Việt Nam chúng ta có bao nhiêu tông phái Tỳ Ni Đa Lô Chi là có trước nè Vô Ngôn Thông là một phái nữa nè Thảo Đường cũng có cũng là một phái nằm trong cái thời đại này đó là Phật giáo đó đây là những cái môn phái thiền á tịnh độ có pháp môn à, à, pháp môn pháp hoa có pháp hoa tông cũng có mặt trong thời điểm này luôn dĩ nhiên trước đó là có rồi có nghĩa là cái mảnh đất giao châu là cái nơi mà tập hợp rất nhiều những cái pháp môn tu học của thời bây giờ tịnh lộ cũng có pháp hoa tông cũng có thiền tông có đủ loại tất cả các cái tông phái đều có đều có tại giao châu và chính thời điểm này vẫn còn cái thiền phái uh, của ngài uh, của ngài uh, khương tăng hội khương ngài khương tăng hội chúng ta không còn tư liệu nữa nhưng mà thiền phái này được chấm dứt vào mãi sau cái thời kỳ lý trần thành ra chúng ta thấy rằng là cái thiền phái khương tân hội ở thế kỷ thứ ba nó vẫn còn tồn tại thời bây giờ làm nền tảng cho các vị thiền sư này mà do vì thư tịch ta không có viết lại ta không còn do vậy cho nên tam tông tam tông bảy phái bao nhiêu là phái của pháp môn tu học của của, của người giao châu thời bây giờ thì đối với ánh mắt thiền sư ngài nói rằng đó là những cái phương tiện để đáp ứng lại những nhu cầu thực tế của các anh thôi và 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 à, à, cái cái mọi pháp trên trần gian này nó được hình thành là do đâu là do cái tâm của ta mà ra vạn pháp duy tông cái tâm của ta biến hiện thôi và quý vị nhớ là cái đặc trưng là gì tâm ấn Phật tâm. Cho nên cái tâm ta là cái gì? Là một cái năng lực nhận biết, là một cái chủ thể nhận biết. Một cái năng lực biết. Do vậy cho nên ngài nói rằng là thực chất thì hiện cái hiện tượng và cái tâm thức của mình nó đều là là một cả. Nó không có hai, nó không phải là hai. Có nghĩa là nó vượt ngoài những cái 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 cái, cái, cái nhị nguyên. Do vậy cho nên là, tội phước có không vân vân thì là đặt vào cái nền tảng vô minh. Ấy, thì là chúng ta thấy có sự phân biệt mà ngài nói rằng là nếu có sự phân biệt chủ thể và đối tượng thì phi có không còn mất sinh diệt đúng bên này đúng bên này sai bên này tránh bên này tà tức là chúng ta chia ra như thế này thì chúng ta không thể nào tự tại được vì sao vậy thì ngài nói rằng là do vì mọi pháp đã đều đặt trên nền tảng nhân duyên làm gốc do vì nó là nhân duyên làm gốc cho nên người ta có khi gọi là một vạn pháp à, nhất thiết pháp không tức là mọi thứ trên trần gian này đều đặt trên nền tảng duyên sinh và duyên khởi do vì nó có cái tính này cho nên ta không cần phải rời bỏ cuộc đời ta vẫn sống trong cuộc đời này vẫn tu tập trong cuộc đời này có khi ta diễn bày ở thế giới ở cái pháp chúng ta có khi chúng ta diễn bày ở cái mức độ tương đối có khi chúng ta diễn bày ở mức độ tuyệt đối thì có nghĩa là hữu vi vô vi danh từ máy móc một chút thôi à, do vì tất cả những thứ này đều là những cái phương tiện để làm gì để chúng ta dập tắt mọi cái cái tri giác sai lầm gọi là vọng niệm hết đó là cái bài kệ của ngài rất là ngầu Quý vị có theo kịp không? Pháp môn rất rõ ràng á. Thầy thấy nó vô cùng rõ ràng Không biết là chúng có, có theo kịp không Và có nhiên là chúng ta biết rằng cái Đây là cái yếu tố quan trọng nhất Tây Thiên thử độ Thử độ Tây Thiên Tức là Ngài Vô Ngôn Thông Nói sơ tổ Nói với Thiền Sư Cảm Thành Là tổ thứ hai Của Thiền Pháp Vô Ngôn Thông Do vậy cho nên đây là tịnh độ Tịnh độ là đây Đất Phật là đây Đây là đất Phật Ta đi bằng đôi chân Phật Thì ta đạp đất nào cũng là đất Phật còn nếu chúng ta đi bằng cái đôi chân ma thì đi đâu nó cũng là ma bộ bộ đạp trước thực địa nơi nào cũng có đất nơi nào cũng cũng cái 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 cái, cái nơi nơi đó nếu ta đi bằng cái chân chánh niệm thì ta phải thì ta, ta 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 sẽ có chánh niệm do vậy cho nên để mà đạt tới cái trình độ một cái thấy gọi là nhân cái không này nhất thiết pháp không này đòi hỏi ta phải có một cái vùng năng lực thấy đặc biệt đó là cái gì đó là chánh kiến chánh kiến là một tên gọi khác của trí tuệ mà trí tuệ thì do thiền định mà ra do cái đời sống tập trung nhẹ nhàng trầm tĩnh quán sát mà cái bí quyết thành công của cái việc mà thiền tập là cái gì trong kinh trong kinh an ban thủ ý anapanasati sutta đức phật nói gì tinh cần sáng suốt tỉnh thức biết rõ mọi tình trạng loại ra ngoài những ham muốn và chán bỏ đối với cuộc đời đó là bí quyết thành công muốn thiền tập rồi giỏi là gì thứ nhất là tinh cần thế còn mà sáng say chiều xỉn người ta nghĩ phẻ. thấy không bữa nay có lễ Mother Day mốt có lễ Memorial Day bữa kia thì có cái lễ Quốc Khánh bữa nọ thì có cái lễ cái này thì cứ con bận mai thì sinh nhật mốt ấy, thì thì, thì đi, đi 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 tiệc này đi tiệc kia rồi đâm dỗ đâm thôi nôi, đâm hỏi cho nên ngay nào cũng có cái lý do để nghỉ thì làm sao chúng ta có thể đạt tới cái trình độ liên tục được do vậy Đức Thế Tôn mới nói rằng là muốn muốn thành tựu muốn thành tựu được đạo pháp đạo pháp đạo đạo uh, cái, cái khôi phục cái cái, cái năng lực chánh niệm ấy, đạt được uh, thành tựu ấy. À, tu đạo thì thứ nhất yếu tố đầu tiên là phải tin tin cần tin cần có nghĩa là sao tin là cái gì là 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 là, là một thứ thôi à, giống như là chuyên nhé à, chuyên tin là một thứ thôi nghe tin chắc không có bao giờ lộn vào gọi là diễn tin tức là chúng ta làm một thứ thôi không có làm nhiều thứ gọi là tin cần chuyên năng là một thứ thôi gọi là tin cần tinh cần này phải sáng suốt này tỉnh thức biết rõ mọi tình trạng tức là ta thấu rõ được cái tình trạng ta như thế nào pháp như thế nào nó đang diễn ra ra làm sao thấy biết loại ra ngoài hai cái trạng thái là gì một là tham đắm nắm vào hai là chán bỏ đó là hai cái trạng thái cần phải bỏ thì tâm ta nó đang ở cái trung đạo nó đang ở, ở cái cái trạng thái vô cùng là tỉnh táo tại vì để cảm thọ, cảm thọ chúng ta nó hai, nó ba cái loại trạng trạng thái ha? Ha? cảm thọ uh, lạc thọ khổ thọ trung tính, thích không thích và và trung tính. do vậy cho nên đó là cái bí kíp thành tựu của chánh niệm, rõ ràng pháp môn có đầy đủ. do vậy cho nên để có chánh kiến thì chúng ta phải có cái năng lực chánh niệm đó, mà năng lực chánh niệm đó nó được đào tạo, nó được huấn luyện, nó được nó được trui luyện qua cái quá trình công phu do vậy cho nên chúng ta đi vào chùa ta lạy phật ta nhìn một người bạn nghe một câu nói mà lòng ta nó có nó có nó có cái chánh niệm để ta nhận biết hay không hay là ta đồng nhất ta với cái đó và khi mà chúng ta đồng nhất ta với cái đó thì cái đó nó lên thì ta cũng lên cái đó nó xuống thì ta cũng xuống cái đó nó buồn thì ta cũng buồn mà nó vui thì ta cũng vui Do vậy cho nên là Trịnh Công Sơn có cái bài hát là Con chim thì ở trọ cành tre Bữa nào tre chặt gãy thì chim trọ chỗ nào nữa bây giờ Con cá ở trọ trong khe nước nguồn Khi nào mà nó lấp hết nước nguồn Thì coi như là xong cá hết ở trọ Tim em ở trọ là tôi Đi đứng ở trọ đôi chân thí kiều vân vân Các bài thơ ở trọ Quý vị nghe cho vui Có nghĩa là sao Chúng ta à, ở trọ trần gian chứ ta không có nắm ta không có đứng trên cái mảnh đất chủ quyền ta quyết định đời ta mà ta ở trọ ta ở trọ lên cảm giác của người khác người ta buồn thì ta cũng buồn theo có nghĩa là ta ở trọ chứ cái gì nữa phải không ta đâu có ôm chủ mà người ta vui thì mình cũng hớn hở do vậy trên hai cái trạng thái người ta cần phải loại trừ đó là vui là chúng ta bám vào buồn là chúng ta xua đuổi Thành thử cho nên ta có một cái vùng năng lực chánh niệm ấy, thì chánh kiến ta mới ta thấy được nó vô cùng nhẹ nhàng không cần phải khởi lên cái niệm ác gì hết không cần có nguyền rủa nó chết tại trước sau nó cũng chết mà lo cái chi ai mà chả chết trong cuộc đời này nhưng mà nhiều khi ta giận quá cầu mong mà cho mày chết đi cho rồi hoặc là mình giận quá mà nói không được mà nói mình ta ước gì tao chết cha rồi cho mày yên thân chết rồi ai yên tao biết cái gì nữa mà yên phải không thành thử cho nên đó là cái cơn giận của mình thôi do vậy cho nên là ta không có lìa bỏ gọi là bất ly gọi là bất xả à, bất xả ừ. nghiệp cảnh tức là không có rời bỏ cuộc đời này tu mà ta rời bỏ cuộc đời này thì có nghĩa là chúng ta đang đi ngược lại một cái bông sen mà nhổ khỏi bùn thì chỉ có chết mà thôi chắc chết đó là cái nội dung vô cùng quan trọng của cái bài kể ngày 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 nói ngày dạy xong cái bài kể dài như vậy rồi chưa được đâu chưa vừa bụng đâu làm bài thơ nữa <laughs> rất là dễ thương làm bài thơ nữa nè làm bài thơ vô cùng hấp dẫn phải không không biết là cái đoạn này là ai ghi lại đây nhưng mà cho ta biết rằng là hãy tưởng tượng ra rằng là một ông già nằm dài trên giường bệnh sắp chết rồi còn hơi thở thấp thoi thấp thấp tha thấp thỏm nhưng mà dạy một bài dạy mà thầy phân tích là phải mấy năm mới hết thế thì tóm gọn trong này thì phải có là thứ thiệt lắm rồi rồi nói xong cái bài này rồi thấy chưa ổn cho nên là làm thêm bài thơ làm xong bài thơ xong rồi rồi trưa hôm đó là không biết có ăn hay không nhưng mà nó là đúng ngọ hôm ấy là ngày mận ngày viên tịch thành ra cho nên à, à, các vị thiền sư đó là 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 lợi hại biết trước giờ chết biết trước giờ ngày ra đi xả bỏ sát thân ngài nói bà kề như thế này rõ biết thân tâm vốn lặng yên thần thông biến hóa hiện mọi tướng hữu vi vô vi từ đây hiện thế giới hà xa không thể lượng tuy dù biến khắp cả hư không mỗi mỗi xem ra chẳng hình dạng ngàn năm muôn à, ngàn ngàn năm muôn năm khó sánh đó xứ xứ nơi nơi thường tỏ ràng làm sao <laughs> đọc thơ khó hiểu quá làm sao thứ nhất á là ngài muốn nói cái điều chi cái câu đầu tiên á ta vốn có một cái sở hữu đó là sở hữu niết bàn chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng có nghĩa là sao đó là cái câu rất là nổi tiếng trong trong kinh pháp hoa nhớ không phẩm thứ hai ông phương tiện quên rồi. Nó sao? quên lại coi lại. Chư pháp tùng bổn lai tức là mọi cái hiện tượng trong trần gian này, mọi thứ, mọi chúng sanh, mọi con người, tất cả mọi loài, mọi thứ trên trần gian này từ trước đến nay nó luôn có một nó luôn sở hữu một cái tính đó là cái bản tính miết bàn, tịch diệt tướng, một cái tướng miết bàn, một cái hình tướng miết bàn, tức là cái hình tướng uh, Phật tính, tự do thấu rõ do vậy cho nên cái mở mở cái bài thôi này ra mở đầu bài kệ này thì ngài nói thì thân tâm ta lúc có khi uh, vốn bản tính của nó là nó, nó là, là tịch diệt lặng yên không có một ý niệm gì cả mà do vì cuộc đời này cho nên là chúng ta bắt đầu nó có những cái những cái những cái uh, do vì là uh, những cái nhân duyên cho nên đó là thần thông biến hóa thần thông là gì là những cái màu nhiệm biến hóa không lường trong cuộc đời này cho nên có những cái hiện tướng có khi thì hữu, vô vi có khi thì hữu hữu vi hữu vi vô vi từ đây hiện có nghĩa là một khi cái tướng bắt đầu nó sinh hiện ra do chúng ta muốn biến hóa ra thần thông thần thông có nghĩa là một cái sự à, à, biến hóa cái sự màu nhiệm cái sự à, 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 phép màu thì mọi thứ biểu hiện trên trần gian đều là một phép màu không phải tự nhiên mà nó thành thành nó phải có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau là như thế hữu vi vô vi hữu vi vô vi từ đây hiện thế giới hà sa không thể lường tức là cái thế giới này đã được hình thành dựa trên cái căn bản của ý niệm lúc nãy thầy nói đó cái tâm ta nó không có khởi thì thế giới không có thiệt ra cho nên cái thế giới này nó vô phát triển vô lượng vô biên là chúng ta không có thể đo lường được là do vì ta có ý niệm. Chứ còn không thì nó không có, không thể đo lường được. Thế giới hà xa không thể lượng. Cho nên nó mới nó mới có cái tình trạng là khắp cả mọi thứ không. Rồi cái gì nữa? Vào nhưng mà tuy như vậy đó, nhưng mà mọi thứ đó, nó đều là vô tướng mọi thứ nó đều là vô tướng, hài xa thế giới bất khả lượng. Tuy nhiên biến mãn như uh, hư không giới nhất nhất quán lai một hình trạng, tức là mọi thứ nó đều có một cái cái, cái, cái hình trạng duy nhất, một cái hình dạng. Mọi uh, mỗi mỗi xem ra chẳng hình dạng. Nhất nhất quán lai một hình trạng. Được dịch, dịch ra như vậy Dịch ra là mỗi à, mỗi mỗi xem ra chẳng hình dạng và cái bản chất cái bản chất Phật Tánh đó đó xưa nay nó vẫn rõ ràng nơi nơi khắp nơi nó vẫn nó vẫn sáng rỡ như vậy cho dù nó biến đổi cái hình dạng nào không hình dạng này tướng hay vô tướng thì cái cái bản chất à, xưa nay cái năng lực tịch 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 tỉnh của nó nó vẫn còn đó nó vẫn sáng rực tại vì sao vậy tại vì bản chất nó là bản chất ánh sáng Dạ vậy thôi Để có nghĩa là chánh niệm đó tóm lại là cái bài bài kệ này muốn nói cái gì bản chất của chúng ta đó, mọi thứ trên trần gian này nó có cái nó có sở hữu một cái phật tính. một cái biết ví dụ như tại sao hai cái điện tử một cái điện tử những cái electron và nó, nó biết những cái proton mà nó bonding với nhau nó làm việc với nhau và những cái những cái nguyên tố những cái những cái những cái điện ví dụ như ví dụ như hydrogen tức là hydro nó gặp một cái oxy ha oxy thì nó có 6 electron ở ngoài ha và nó nó bon như thế này nó bon như thế này và nó 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 nó, nó, nó gặp một cái hôi hydro và nó, nó nó có một cái cặp như thế này nó có 8 8 cái điện tử và đằng này nó nó bon với nhau tức là đằng này nó có hai trừ đây là một cộng một cộng 2 trừ thì hai thằng này đó nó gặp lại đó thì nó thấy là nó gặp lại thì nó là 2H1O À, thì hai H 1 O này đó nó liên kết với một cái một cái với một cái nguyên tử nước khác tức là oxy và hai H à, thì nó dư ra hai nó dư ra hai cái hai 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 cái cái điện tử này tại cái này là nó có bốn rồi này là có bốn rồi à, này là một hai thì người ta viết tắt là vậy nó liên kết rồi thì cái này đó đây là một cái một cái phân tử nước cái phân tử nước này nó gặp một phân tử nước khác tức là cái này là coi này là nó có một cộng này cái này nó cũng có một cộng nè cho nên một cộng này á nên là hai trừ nè cho nên có một cái phân tử khác Thí dụ như h dạng này o lần này đó thì cái này nó có hai trừ ha cái này hai trừ này cái nó gặp thành cộng thằng trừ này nó gặp thành cộng nó nó lại tiếp tục bond với nhau do nên cái nước á thưa đại chúng nước một cái hồ nước của chúng ta là những cái nguyên tử nước nó liên kết với nhau nó gọi là hydrogen bond cái kiểu nó là như vậy thì tại sao? Tại sao nó biết? Câu hỏi đặt ra là tại sao cái thằng âm này nó biết này là thằng dương để mà nó kết hợp với nhau. Thì trong cái trong cái trường phái gọi là phenomenology nó nói rằng đó là một cái intentionality, tức là cái năng lực tự hữu của nó. Một cái một cái một cái ý thức tự nhiên của nó. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao nó biết? tại sao nó biết ở cái level là những cái hạt điện tử thôi mà nó biết bon với nhau thì đâu có ai kiểm soát được thì cái biết này cái biết này là gì cái biết này là gì cái này nó gọi là sâu hơn nữa sâu hơn nữa là những cái hạt nó bám chặt vào nhau và càng sâu hơn nữa sâu hơn nữa thì nó, nó không gian trống rỗng thì những cái không gian trống rỗng nhưng mà nó có liên kết với nhau tức là những cái hạt quartz những cái hạt à những cái hạt cơ bản và không gian trống rỗng từng cái cơ bản chất những cái chất uh, uh, trong cái tế bào của con người của mình. Do vậy cho nên chúng ta mới nói rằng là mọi thứ trên trời gian này nó chứa đựng một cái biết, nó chứa đựng một cái Phật tính. Phật tính có nghĩa là cái năng lực nhận biết. Cái năng lực biết làm gì. Hả? Phật tính là như vậy, Buddha awake biết thấu rõ thành thử cho nên chúng ta mới Đức Thế Tôn mới nói rất là mạnh dạng là gì mọi thứ trên trần gian này đều có năng lực này đều có năng lực Phật tính này cho nên chúng ta không có nói quá à, khoa học vẫn chứng minh được điều này vị có theo kịp không à, nếu mà chúng ta học sâu hơn nữa sâu hơn nữa tất cả những cái chất à, thí dụ như một cái ly nước một cái chai nước này nhìn có vẻ như là một thể một thể nước một 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 thể như thế này nhưng thực ra đây là những cái từng hạt từng hạt như thế này từng cái phân tử như thế này nó bon với nhau tức là nó 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 liên kết với nhau nó kết hợp với nhau nó thành một cái thể như thế này nhìn vào bằng mắt thì chúng ta thấy một cái một cái thể ha nó từ đây tới đây nó nó là một một khối nhưng thật ra nó là dính chặt với nhau như thế này à, từng cái từng cái nó riêng biệt và nó dính chặt với nhau mà nếu nhìn sâu nữa, nhìn sâu nữa, thì chúng ta lại không thấy gì hết, lạ lắm. Nhưng mà nó, nhìn vào mắt thì ta ta thấy nó ta, nó có một khối như thế này. Cho nên cái thấy của ta nó sai nhiều lắm mà ta không có biết. Ta tưởng nó, nó đúng. Đó là vọng vọng niệm. Thành thử cho nên cái bài thôi này ngài muốn nói rằng là chúng ta sở hữu cái năng lực này. Rồi sẽ làm sao nữa? Do vì những cái nguyên nhân, những cái duyên khác nhau. Do những cái mục đích khác nhau trong cuộc đời. Mà có khi thì nó biểu hiện hình thức hữu vi hay là vô vi. Cho nên là cái thế giới này, nó vô cùng vô biên là do vì cái ý niệm của chúng ta. Và ngàn năm hay một vạn năm, nó đều như nhau. Cho nên là cái uh, nơi nào thì cái ánh sáng, cái nơi nào nó cũng có hết. Xứ xứ nơi nào cũng có tỏ ràng khắp nơi là do vì đâu vậy do vì bản chất của nó là cái ánh sáng thì nơi đâu nó cũng là sáng cả ngài muốn nhấn mạnh một cái điều như vậy và đây là cái 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 cái, cái chân tâm tức tâm tức phật thấy được thấy được phật thấy được tâm thấy được tâm thấy được phật phật chính là chân tâm đó là cái tính chất chung của các vị thiền sư mà hướng dạng tóm lại như chúng ta học được cái điều gì qua cái ngày ngày thiền sư này thứ nhất cái bài học đầu tiên là chúng ta ngộ đạo ngộ đạo là gì chỉ là thấy đạo thôi ngộ đạo rồi là để tu đó là điều thứ nhất chứ không phải ngộ đạo rồi là là xong chuyện bắt đầu nổ quý <laughs> vị thấy ngày ngộ đạo rồi ngày đi vào núi ngày tu hạnh đầu đà sáu năm trời không xuống núi ở trên đó luôn sống một đời sống vô cùng là đơn giản, đó là điều thứ nhất. do vậy cho nên là, là trong cái cuộc đối thoại của các thiền sư điều thứ hai là gì? Ta để cho ý niệm nó suy nghĩ trang vào là ta đánh mất đạo, ta đánh mất niết bàn, ta đánh mất con đường của ta chánh đạo của ta thôi. do vì sao vậy? do vì ta lẻo đẻo đi theo những ý niệm trong đầu, do do nên ta đánh mất thực tại, chứ không có gì hết. Cho nên mục đích quan trọng là gì? Điều thứ hai là gì? Chúng ta phải an trú trong hiện tại. Là như thế. Thứ ba là chúng ta thấy đi vào cái bài kệ là một cái quá trình công phu. Nó được tổng kết. Thứ nhất là Ngài nói là gì? Tất cả những cái pháp môn tu á, dung hòa trong thời đại này á, đều là những cái phương tiện đáp ứng cái nhu cầu thực tế của cho đời ta. Và mọi cái pháp tính này, cái tính chất của các pháp này đều do tâm ta biểu hiện. Tâm ta làm chủ các pháp. Tâm làm chủ tâm tạo. Ý ta nó tạo tác ra cái thế giới này. Do vậy cho nên nó có nên mới có chủ thể, cho nên nó có đối tượng, cho nên nó có sinh, có diệt, có còn, có mất, có phước, có tội, có vân vân những cái cặp những cái cặp phạm trù dựa trên cái cơ bản nhị nguyên. Đó. Do vậy cho nên muốn thấy được cái tính chất nhị nguyên ta phải cần có một cái chánh kiến chánh kiến đó để đạt được cái đạt được cái thấy gọi là nhân duyên làm gốc này nè tức là không thì có cái pháp này rồi thì ta mới thấy mọi thứ trên trần gian này nó có một cái mối liên hệ vô cùng là chặt chẽ mà đã thấy được như vậy rồi thì chúng ta ta áp dụng vào đời sống của ta là gì là chúng ta không có phải đi tìm đạo ở ngoài cuộc đời này đó là ở mức độ ứng dụng. Cho nên đạo Phật thấy được cái tính này rồi, thấy được cái tính duyên sinh, thấy được cái tính duyên biểu, thấy được cái tính duyên khởi của vạn pháp, thấy được cái tính không của mọi thứ trên trần gian này để làm chi? Để ứng dụng vào đời, đem đạo vào đời. Có được cái trí tuệ, có được cái từ bi rồi, có được cái thương yêu rồi, có được cái tha thứ bao dung rồi, Chuyển hóa những cái năng lực buồn khổ, bất an, tiêu cực trong tâm của mình rồi. Thì chúng ta đem cái năng lực lại ly vào đời. Nhập thế. Gọi là bất ly, bất ly nghiệp cảnh. Dùng cái từ là bất ly nghiệp cảnh. Tức là ta không có rời bỏ những cái mà ta đang có mặt. Do vậy cho nên điều cuối cùng là gì? Năng lực, cái năng lực tu tập ta vốn sẵn có. Đó là thông điệp của Kinh Pháp Hoa thời này rất là thịnh hành hai vị thiền sư kế tiếp đó là thiền sư Bảo Tính và Minh Tâm thì đối với cái uh, hai vị này thì không có nói nhiều không có nói vì gì nhiều hết hai vị thiền sư này cùng một thời thiền sư gọi là Bảo Tính và Minh Tâm hai vị này uh, uh, cùng là đệ tử của thiền sư uh, Định Hương thì các vị này đều sử dụng một văn bản đó là gì đó là dùng cái kinh gọi là kinh pháp hoa thôi hai người vị này cứ trì tụng kinh pháp hoa không có làm gì hết và đặc biệt là hai vị này sau này là là tự à, các vị à, Các vị biết trước cái giờ chết và các vị thiêu thân. Tại vì trong Kinh Pháp Hoa có một đoạn nói tới vấn đề thiêu thân. Thì cái điều này nó lại ngược lại với cái tinh thần của Đức Thế Tôn là giới bất sát. Nhưng mà có sự hiểu lầm ở đây. Và Thầy nghĩ rằng là một sự đề cao thôi. Một sự đề cao thôi. Tại vì Kinh Pháp Hoa nói tới vấn đề thiêu thân ở cái phẩm là Dược Vương Bồ Tát. Nói tới cái chuyện thiêu thân thì cái cái phẩm dược vương Bồ Tát à, nói tới cái hạnh nguyện của ngài. Do vậy cho nên à, các vị thọ trì kinh Pháp Hoa hay có cái cái kiểu là đốt tay đốt chân hay là chấm liều trên đầu của mình để mà 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 cúng dường Phật, cái đó là cái tư tưởng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà đó là hình ảnh, muốn nói là gì? Ta đem hết tất cả những cái tâm kham nhẫn của ta chịu đựng khổ khổ đau, chịu đựng à, không sợ hãi, không sợ đau đớn để ta hành trì Phật pháp. Muốn nói như vậy chứ không phải là chúng ta phải đem cái xác thịt này để đốt đi tại vì nếu chúng ta đốt đi có nghĩa là ta phạm giới bất sát không được giết hại sinh mạng nhưng mà ở đây hai vị thiền sư bảo tính và minh tâm cùng một thời với thiền sư cứu chỉ chuyên tu pháp môn tu gọi là pháp hoa và cuối đời ngài dùng pháp hoa tam muội và các vị thiêu thân với cái thời lý thánh tôn rồi vua lý Thanh tôn kính nể cho anh em dựng tháp thờ thế thôi chứ không có nói nhiều về hai vị này đó là hai vị thiền sư bảo tính và minh tâm cùng một thời thầy muốn nói điều đó để làm chi ở thời đại đó cùng một thời đại đó là cái tư tưởng kinh pháp hoa nó đang rất thịnh hành thịnh hành đến mức mà một ông thầy tu mà dùng phương pháp tiêu thiêu thân để đoạn chấm dứt cái sinh mạng của mình thì quý vị biết người ta phải tin dữ lắm thì có cái niềm tin vô cùng vững chắc không sợ hãi cho nên là thiêu thân quý vị đọc vào cái phẩm uh, dược vương ấy, hôm trước chúng ta học rồi phải không là chúng ta đã thấu hiểu được cái tư tưởng này Thế là chúng hết giờ chưa Ồ, à, chắc hết rồi chắc đủ rồi chứ còn gì nữa thành thử cho nên cái điều cuối cùng á quý vị thấy trong cái bài kệ này ngài muốn nói là Tự tánh trước sau trong cái thân tâm ta vốn có sẵn Phật tánh. Nhất thiết chúng sanh dây hữu Phật tánh, đây là tư tưởng kinh Kim Cang, ở uh, kinh Cựu Pháp Hoa là đang nói tới thời đại mà cũng là tông chỉ của thiền tập. Mọi cái vấn đề thiền tập nó nó phải có một công dụng là gì? Phát huy cái năng lực chánh niệm của ta sáng bừng, gọi là Phật tánh đó là những cái tổng kết mà chúng ta có được trong cái bài học hôm nay. Cho nên là chúng ta đã chấm dứt được thiền sư cứu sĩ cứu, cứu chỉ, rồi ta nói sơ qua hai vị thiền sư bảo tính và minh tâm cùng một cùng một thời. Ngoài ra chúng ta còn có thiền sư quản trí, ngài quản trí cũng có. Hai... À, cũng không có à, không có để lại cái cái à, à, bài kệ nào cả mà chỉ có các vị à, thượng thư khi mà ngài mất á, các vị thượng thư tới à, khóc và và à, thượng thư tức là quan văn 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 cao cấp cán bộ cán bộ một coi quản về vấn đề à, văn thư á. Ngài làm những cái bài thơ uh, truy tán cái công đức thôi. Chứ không có nói nhiều. Tức là những cái pháp môn tu của các ngài thì cũng nói là một vị thiền sư tu uh, vậy thôi. Ở với thiền sư thiền lão ở núi Tiên Du. Và thiền lão là tu cái pháp môn gì thì chúng ta biết rồi. Và vị thiền sư kế tiếp đó là Lý Thánh Tôn. Thì Lý Thánh Tôn là Lý Thái Tôn. Lý Thái tông là cái người đầu... là, là, là là cái sau khi mà giao cái việc triều chính lại rồi đó, thì ngài à, cũng đi giảng dạy khắp nơi và rất là 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 tha thích à, pháp môn thiền tập. Trên một lần thì ngài mời hết tất cả các vị tăng sĩ, những người à, thông minh, à, thích về Phật pháp tới cái cái, cái chỗ của ngài làm việc đó, trong cái vườn thượng uyển của ngài rồi ngài mới ra đề cho mọi người là này các vị các vị nên viết một cái một bài kệ nói về nguồn gốc của Phật tổ thì ai cũng làm ai cũng căm củi viết một bài thơ thì thì các vị chưa có ngẩng đầu lên thì vua đã làm một bài kệ trong đó ngài nói rất là ngài ngài làm một bài kệ như thế này bác nhã thật không tôn nhân không ngã cũng không quá khứ hiện lai Phật pháp tính bản lai đồng thì mọi người đều rất là kính nể cái tài năng của Lý Thánh Tông cho nên được được cũng được chép vào trong cái bộ Thiền Quyển tập Anh. coi như là Lý Thái Tông Lý Lý Thái Tông tức là Lý Công Uẩn được coi là một trong những vị à, 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 tinh 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 túy trong cái vườn thiền ở Việt Nam được trong những những cái, những cái viên ngọc đó là Lý Thái Tông Bát Nhã, bác Nhã là cái gì là chúng ta hiểu rồi phải không? Bác Nhã tức là dựa trên cái căn bản này nè. Trí tuệ bác Nhã là dựa trên căn bản duyên sinh này nè. Nội dung kinh bác Nhã là nói về không. Sunyata. Mà ta là cái gì? Là nhân duyên. Là nói tới là duyên sinh tương tức làm gốc. Bác Nhã vốn không tông. Tức là bác đã là duyên sinh rồi thì đâu có cái tông phái nào. Rồi cái gì nữa? Nhân không, ngã cũng không. Mọi người cũng mọi người không mọi người cũng đều do nhân duyên mà hình thành, ta cũng do nhân duyên hình thành, nhân không ngã cũng không, có gì nữa? Quá hiện vị lai Phật, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai đều, đều có một bản chất giống nhau. Phật tánh, pháp tánh bản lai đồng, tức là cái cái pháp của Phật, cái tính chất pháp của Phật tức là là Bồ đề là giác ngộ đó. Trước nay trước giờ đó, cái 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 cái, cái 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 tính chất là giống nhau. Đó là cái vùng ánh sáng Thì đó là cái vị thiền sư uh, Lý Thái Tông Được coi là một vị uh, thiền sư cư sĩ Một ông vua uh, Yêu mến Phật Pháp Và phải phải nói rằng là Thấu đạt lắm Mới làm được một bài thơ vô cùng nhanh nhẹn Nhanh hơn tất cả các vị nhân sĩ Thầy đó giờ Thầy không biết có nhanh hơn hay không là Thấy ông vua không dám nói Cho nên thôi để cho vua nhường vua uh, À, đi về đứng giải nhất à, không biết các vị khác ngồi trong đó có <laughs> chắc cần nể vua hay sao đó nhưng mà đọc cái bài kệ này vào thì quý vị thấy là phải có cái nể cái cái, cái tầm hiểu biết sâu sắc lắm mới làm được một bài kệ như thế bác nhã thật không tông nhân không ngã cũng không quá khứ hiện lai phật pháp tính bản lai đồng tức là pháp của phật Bồ đề trước sau các vị Phật quá khứ hiện tại vì lại đều có một tính chất đó là cái tính chất sáng suốt biết rõ cho nên nó không khác gì cái văn bản kia tinh còn sáng suốt tỉnh thức loại ra ngoài biết rõ mọi tình trạng loại ra ngoài những ham muốn và chán bỏ đối với cuộc đời thì đó là cái tính chất mà Đức Thế Tông định nghĩa trong kinh cổ điển nhất trong văn tạng văn học Bali À, do vậy cho nên là chúng ta thấy nó không có xa các vua của mình các vị tổ tiên của mình tu tập không có xa với Đức Thế Tôn đâu chỉ là hình ảnh à, biến biến tấu nó khác nhau thôi nhưng mà rất là gần rồi coi như là chúng ta đã chấm dứt xong Ý, à, thế hệ thứ bảy gồm có thiền sư cứu chỉ à, Lý Thái Tông à, thiền sư à, à, bảo tính Minh Tâm quản trí vân vân đó là các vị thiền sư ở thế kỷ à thứ 11 và thuộc thế hệ thứ bảy của phái Tỳ à, phái thiền phái à, vô ngôn thông. Rồi cảm ơn đại chúng. À, chúng ta tuy là các vị thiền sư khác nhau nhưng mà họ có một cái bản chất chung. Đó là gì? Là nỗ lực làm cho cái năng lực chánh niệm phát sáng trong tâm của họ lúc nào cũng có mặt để nhận diện đời sống mà không phải bỏ chạy bỏ cuộc sống này đó là cái bản chất chung nhất mà chúng ta phải thấy vì, vì, vậy cho nên đại chúng đừng có nghĩ rằng là chúng ta sẽ cố gắng để mà xin về tình độ hay xin về cái cõi nào mà bỏ đi tất cả những thứ xung quanh là không phải muốn muốn về tình độ thì hãy sống như là một cư dân tình độ ngay bây giờ ví dụ bây giờ quý vị muốn qua bên nhật bổn cư trú thì quý vị phải học văn hóa nhật bổn nói tiếng nhật bổn ăn cơm nhật bổn ăn à, sushi vân vân thì bây giờ quý vị muốn sinh về tịnh độ hãy biến cõi trần gian này trở thành tịnh độ trước tức là mình phải học theo văn hóa tịnh độ trước mới được nhưng mà trong cái kinh tịnh độ nói thì sao chỉ cần một giây phút thôi trong giờ phút phát nguyện sinh về tịnh độ thì giây phút đó ta đã có mặt tại tịnh độ rồi không cần đến cái xác thân này sinh về đó mới gọi là sinh tịnh độ đọc kỹ lại quý vị sẽ nắm được cái ý tưởng đó do vì chúng ta đọc chưa kỹ cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng tịnh độ nó khác nó ở đâu đó mờ mờ mịt mịt thành thử cho nên thưa đại chúng à, chúng ta à, càng đọc vào những văn bản này ta thấy ông bà tổ tiên của mình có một cái lối tu tập vô cùng rõ ràng chứ không có nhầm lẫn rồi thôi ta dừng lại ở đây được rồi nói quá trời rồi mời đại chúng ngày ba tiếng chuông mà thở chúng ta dừng lại thở vào biết mình đang thở vào thở ra <laughs> cảm ơn đại chúng nhiều lắm chúc đại chúng ngủ ngon chúc quý vị ở Việt Nam tiếp tục một ngày mới rồi thầy xin tắt ở đây hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai ha chúng ta sẽ học lớp xương cốt của bụng có cái gì quý vị không có nắm quý vị cứ mạnh dạng email hay là nhắn cho thầy thầy biết rằng ở lớp này nó hơi khô một chút viết nhưng mà hãy cũng cố gắng làm cho nó juicy một chút, à, làm cho nó hấp dẫn một tí nhưng mà nó cũng rất là khó. đại học những cái lớp uh, thiền sử thế này nó phải có cái sự đam mê à, thì mình mới khai thác được cái pháp, uh, cái những cái viên ngọc ẩn đằng sau những cái bài giảng này. nếu còn không chúng ta đọc qua rồi văn tự thì mười mấy thế kỷ trước mà nó, nó chán lắm, đọc vào không có hấp dẫn gì hết thế cho nên ta phải kiên nhẫn lắm nhiều khi chúng ta phải bỏ thời giờ về cái không gian đó thì ta mới thấy được cái, cái viên ngọc là quý còn không thì uh, may lắm chúng ta còn lại những cái tác phẩm này thời bây giờ thì cái kỹ thuật in ấn hay là gìn giữ sách phở thì nó còn nhưng mà rất tiếc là đất nước quê hương của mình tay nạn chiến tranh nhiều quá cho nên là những kinh sách còn lại rất là ít một vị thiền sư mà nói vỏn vẹn một bài thơ như thế này nói một đời người ta mà chỉ có chưa tới hai tiếng đồng hồ thì nó rất là ít nó rất là ít ỏi thì nó chưa có trọn vẹn lắm nhưng mà có còn hơn không cho nên chúng ta phải à, kiên trì lắm mới 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 hiểu được cái, cái khung cảnh cái hoàn cảnh Phật pháp thời đó rồi cảm ơn đại chúng nhiều lắm Chúc lại chúng bình an. Thì mình tắt ở đây.